của ông. Theo tôi biết, bạn ấy sẽ đi thi đấu ở Hà Lan với hình thức cho mượn. Như nếu như vậy, thì vào thời gian thi đấu SEA Games, chúng ta cũng biết SEA Games là giải đấu mà không thuộc cái thời điểm, thông thường thời điểm A-Match quy định của FIFA. Cho nên có thể trong thời gian đó, bạn sẽ không thể về thi đấu được. Với tôi quan trọng việc Hậu có thể tham gia SEA Games được hay không hơn là cái vấn đề hiện tại của đội bóng này. Nếu như phía liên đoàn không đề nghị với câu lạc bộ đưa vào điều khoản hợp đồng rằng Hậu có thể về thi đấu ở SEA Games thì cái việc có xuất hiện của Hậu trong thời gian đấu SEA Games rất khó. Tôi nghĩ là phía liên đoàn cần thảo luận với câu lạc bộ để làm thế nào trong quá trình thương lượng hợp đồng đề nghị phía đội bóng của Hà Lan nhà Văn Hậu khi chúng ta thi đấu SEA Games. Vấn đề này tôi rất mong muốn là chúng ta sẽ làm sớm, bởi vì ngày mùng 2 nếu như chúng ta đã ký hợp đồng thì chúng ta sẽ không còn có cách nào khác. Nếu như trước ngày mùng 2 chúng ta không đàm phán được với phía câu lạc bộ bên kia thì có thể nói rằng cái khả năng tham dự với SEA Games của Văn Hậu thì là khả năng không được tham gia, không thể về tham gia được lên đến 99%. Nếu không có Hậu, tổn thất của chúng ta sẽ lớn. Cái chấn thương của Đình Trọng bây giờ, cái việc mà mặc dù cái tốc độ phục hồi của bạn ấy là khá nhanh nhưng chúng ta cũng không thể biết chắc chắn được 100% là bạn ấy sẽ tham gia SEA Games. Và nếu cả trong trường hợp Văn Hậu mà câu lạc bộ không cho về, có thể nói là chúng ta đã mất hai trụ cột ở hàng phòng ngự. Hay nói cách khác là chúng ta đã tổn thất lớn. Sáng ngày mai 8:50 đội sẽ xuất phát đi Thái Lan. 23명이 출전을 갑니다. 24 cầu thủ sẽ đi cùng. Đợt tập trung lần này thì có cái do cái câu lạc bộ Hà Nội thi đấu rồi có một số các cầu thủ chấn thương, rồi kỳ đầu nó cũng có hơi hơi thiếu tập trung một chút. Nhưng mà chúng tôi nhận thức được cái tầm quan trọng của cái trận đấu ở Thái Lan sắp tới. Chính vì thế cho nên chúng tôi phải tăng cường. Ok. Trong 24 cầu thủ có công suất quan trọng. Yes. Có. Văn Hậu, Công Phượng không kết sớt 23 Có cả Văn Hậu và Công Phượng là 24 người. Tất nhiên là tối nay thì chúng tôi sẽ bàn và chúng tôi sẽ công bố danh sách cuối cùng. Có thể thay đổi một chút nhưng cũng chẳng là tôi sẽ làm một cuộc y tế để xem là cái điều kiện và cái condition của sức khỏe của các bạn như thế nào. Ban y tế cho tôi biết rằng 90 phút thì không thể biết, không thể nói được, nhưng họ có thể thi đấu khoảng 45 đến 60 phút. Ban huấn luyện của tôi đồng ý với ý kiến đó.